Chào tất cả mọi người đang xem video. Video này em xin giới thiệu, đây là một cây mà em mua ở có người bạn ở Ma Bó ở Lâm Đồng, là nơi em từng sống và làm việc ở trên đó, đã chia sẻ cho em giống này. Theo lời của người bạn đó nói thì đây là một cây bệt lá nhanh, cũng khá là đẹp. Em mua cái đây 2 năm rồi, bây giờ mới ra hoa này. Đây. Đây là hoa nụ, tầm khoảng vài ngày nữa sẽ nở. Ở trên này cũng có vài nụ mà em bị con sâu nó cắn mất tiêu rồi. Còn lại hai nụ này thôi, nụ này và nụ này. Ở dưới này có mầm, em dùng kiwi để em kích này. Đó. Nó hơi nhòe. Đây. Cây này lúc em mua lại của người bạn đó thì cây này là cây xanh sạch nha, nhưng mà nụ của nó thì có tím, chất tím rồi. Em không biết có phải người ta nói cho mình vui hay không chứ cảm giác hết hy vọng bệt rồi. Đây, em lấy ở vùng Ma Bó. Nụ khá là đẹp. Tí nữa em dùng đèn pin em rọi thử, rồi đến khi cây nở em sẽ quay video phần 2 để mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký để ủng hộ em nha. I'm not going to do that.